là kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng tháng 9 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 10. Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Quân đội Nhân dân Việt Nam thăm chính thức Myanmar. Đáp lời kêu gọi của nhân dân Campuchia, quân tình nguyện Việt Nam đã sát cánh cùng lực lượng cách mạng Campuchia lật đổ chế độ diệt chủng, sẵn sàng sẻ chia giúp đỡ bạn trong quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước. Xem xét thi Trung học Phổ thông Quốc gia nhiều đợt trên máy tính sau năm 2020. Chào quý khán giả và các đồng chí đang theo dõi bản tin thời sự 20 giờ của kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Vừa rồi là một số nội dung có trong bản tin ngày hôm nay thứ tư ngày 25 tháng 9. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Vào sáng ngày hôm nay tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị giao ban Bộ Quốc phòng đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng tháng 9 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 10. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thượng tướng Bế Xuân Trường. Cùng dự có Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng, Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Trong tháng 9, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy chỉ huy các cấp đã lãnh đạo chỉ đạo triển khai chặt chẽ, quyết liệt, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ. Nổi bật là việc duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước, xử lý kịp thời hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ, đẩy mạnh thực hiện đề án điều chỉnh tổ chức lực lượng, sắp xếp lại các nhà máy doanh nghiệp quân đội. Về công tác huấn luyện, triển khai huấn luyện giai đoạn 2, diễn tập đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền được đẩy mạnh, nhất là các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại hội thi đua quyết thắng tại các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng. Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch biểu dương và ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng, thành tích tiêu biểu của cán bộ chiến sĩ toàn quân đạt được trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu cấp ủy chỉ huy các cơ quan đơn vị cần tập trung lãnh đạo, quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm là chỉ đạo các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, nhất là tình hình trên biển và các hướng chiến lược, hoàn chỉnh đề án thành lập tổng công ty, sắp xếp lại nhà máy, giải thể các trường quân sự cấp tỉnh và các cơ sở đào tạo nghề, thực hiện dự án nhà trường thông minh, chuẩn bị báo cáo Thường vụ Quân ủy Trung ương, chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng, thông tin tuyên truyền, tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 70 năm quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào, làm tốt công tác chuẩn bị cho các hoạt động đối ngoại, nhất là đề án kế hoạch tổ chức các hội nghị quốc phòng quân sự ASEAN năm 2020, tích cực chuẩn bị cho việc triển khai bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 tại Nam Sudan. Nhận lời mời của Thống tướng Min Aung Hlaing, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Myanmar, đoàn đại biểu quân sự cấp cao Quân đội Nhân dân Việt Nam do Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu thăm chính thức Myanmar từ ngày 24 tháng 9 đến ngày 27 tháng 9 năm 2019. Chiều 25 tháng 9, đoàn đã đến chào xã giao Phó Tổng thống thứ nhất Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Suê. Thượng tướng Phan Văn Giang đã thông báo với Phó Tổng thống Min Suê về kết quả hội đàm giữa đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam với đoàn đại biểu quân sự cấp cao Myanmar trong sáng cùng ngày. Thượng tướng Phan Văn Giang cảm ơn chính phủ Myanmar luôn ủng hộ Việt Nam trong thời kỳ trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Phó Tổng thống Min Suê khẳng định Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy của Myanmar và Myanmar luôn coi trọng phát triển quan hệ đối tác hợp tác toàn diện giữa hai nước, trong đó hợp tác quốc phòng là một trụ cột quan trọng. Phó Tổng thống cũng khẳng định trong thời gian tới, chính phủ Myanmar sẽ tiếp tục ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi để quan hệ quân sự quốc phòng song phương ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả vì lợi ích chung của nhân dân hai nước. Trước đó vào sáng ngày 25 tháng 9 tại thủ đô Naypyidaw, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Myanmar, Thống tướng Min Aung Hlaing đã chủ trì lễ đón chính thức đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam. Ngay sau lễ đón chính thức, hai bên đã tiến hành hội đàm. Thay mặt đoàn đại biểu quân sự cấp cao Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Phan Văn Giang trân trọng cảm ơn Thống tướng Min Aung Hlaing đã dành cho đoàn sự tiếp đón nồng ấm và trọng thị. Nhân dịp này, Thượng tướng Phan Văn Giang cũng chuyển lời hỏi thăm của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch tới Thống tướng Min Aung Hlaing.
Hai bên nhất trí đánh giá thời gian qua trên cơ sở thỏa thuận về hợp tác quốc phòng song phương giữa hai nước ký năm 2011 nhân chuyến thăm Việt Nam của Thống tướng Min Aung Hlaing, quan hệ quốc phòng hai nước đã phát triển mạnh mẽ trên các lĩnh vực nêu trong thỏa thuận, đặc biệt một số lĩnh vực thành công ngoài mong đợi như trao đổi đoàn các cấp, đào tạo, quân y. Hai bên nhất trí trong thời gian tới sẽ tiếp tục phát huy tiềm năng hợp tác quốc phòng giữa hai nước thông qua tăng cường hợp tác giữa các quân binh chủng, đơn vị chiến đấu, cử tàu hải quân thăm nhau, hợp tác phòng chống ma túy giữa các lực lượng bảo vệ biên giới, hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, hậu cần. Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Myanmar bày tỏ tin tưởng vào sự thành công của Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel tại Myanmar và khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ hoạt động của tập đoàn. Thống tướng Min Aung Hlaing cũng khẳng định sẽ ủng hộ Việt Nam đảm nhiệm thành công cương vị Chủ tịch ASEAN trong năm 2020. Nhằm đánh giá kết quả thực hiện và khen thưởng những tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện, sáng nay Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện quyết định số 49 ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì. Cùng dự có Trung tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Với chủ trương bảo đảm đúng quy trình quy định, dân chủ, công khai, công bằng, chính xác, sau 4 năm triển khai thực hiện, tính đến hết tháng 8 năm 2019, các đơn vị địa phương trong toàn quốc đã xét duyệt, thẩm định, ra quyết định hưởng chế độ trợ cấp một lần và cấp giấy chứng nhận cho gần 1,2 triệu đối tượng, với số tiền chi trả gần 2.500 tỷ đồng. Sở Lao động Thương binh và Xã hội các địa phương đã chủ động phối hợp với cơ quan quân sự, cơ quan bảo hiểm xã hội, xem xét báo cáo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh thực hiện chế độ bảo hiểm y tế đối với hơn 210.000 đối tượng, giải quyết chế độ trợ cấp mai táng phí đối với hơn 19.000 đối tượng đã từ trần sau ngày 1 tháng 1 năm 2016. Hiện nay, số đối tượng còn lại chưa được giải quyết chế độ trợ cấp một lần khoảng trên 166.000 người. Số này cơ bản đã được kê khai, lập hồ sơ và đang được xét duyệt, thẩm định ở các cấp. Tại hội nghị, các đại biểu đã nêu bật những kinh nghiệm, cách làm hay trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện và đề xuất các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu sớm hoàn thành việc thực hiện chính sách đối với dân công hỏa tuyến theo quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ. Tối qua tại thành phố Đà Nẵng, Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang thanh niên sinh viên lần thứ 9 năm 2019, khu vực 2 đã chính thức khai mạc. Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, dự và chỉ đạo liên hoan. Đêm khai mạc liên hoan thu hút gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ và người dân trên địa bàn tham dự. Phát biểu khai mạc, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, công tác văn hóa văn nghệ trong quân đội đã góp phần xây dựng, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần của bộ đội. Trong đó, liên hoan lần này là dịp để đánh giá thực chất phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng ở các đơn vị cơ sở toàn quân, tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao trình độ, khả năng sáng tác, biểu diễn nghệ thuật quần chúng. Đây là dịp để Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đánh giá thực chất phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng ở các đơn vị trong toàn quân những năm qua, từ đó có kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao trình độ, khả năng sáng tác, biểu diễn nghệ thuật quần chúng, tăng cường hiệu quả của công tác văn hóa, nghệ thuật trong thời gian tới. Đồng thời, đây cũng là dịp để giao lưu văn hóa giữa quân đội với công an và nhân dân, thanh niên, sinh viên, nhằm đưa văn hóa thấm sâu vào đời sống xã hội, góp phần đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh trong các đơn vị, gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Bám sát chủ đề liên hoan, bài ca Nâng bước quân hành, hai đoàn nghệ thuật thi đầu là Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng và Tổng cục Hậu cần đã mang đến liên hoan những sắc màu đặc sắc, hấp dẫn. Trong đó, đoàn nghệ thuật quần chúng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng thể hiện làn điệu dân ca bài tròi, khu năm vào các tiết mục tự biên như tổ khúc, đêm hội sông Hàn, kịch ngắn, mưa đầu mùa. Còn đoàn nghệ thuật quần chúng Tổng cục Hậu cần cũng khẳng định với tiết mục bài ca Trường Sơn, xe ta đi trong đêm Trường Sơn, bản hùng ca một thời hoa lửa. Với sự động viên của các đồng chí lãnh đạo đoàn cũng như là toàn thể anh em trong đội thì đã cố gắng, nỗ lực hết sức và hoàn thành tốt cái nội dung liên hoan của mình lần này. Cảm xúc lớn nhất của bản thân lúc này thì rất là vui sướng và cũng rất là vinh dự. Với một cái chủ đề là bản
ca Thời Hoa Lửa. Cái thông điệp mà chúng tôi muốn đem đến là sự tiếp nối truyền thống gần 70 năm của ngành hậu cần quân đội. Và thế hệ trẻ hôm nay với những cái truyền thống của ngành, của Tổng cục đang và sẽ tiếp bước và phát huy truyền thống để hoàn thành tốt được cái nhiệm vụ được giao. Là mình thấy tất cả các đoàn đều diễn rất là chuyên nghiệp, diễn viên thì hầu như là luyện tập rất là công phu nên là các tiết mục rất là thành công, rất là thích xem, hoành tráng, nó mang nhiều ý nghĩa. Đêm khai mạc liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang thanh niên sinh viên lần thứ 9 năm 2019 tại khu vực 2 diễn ra thành công, tạo ấn tượng tốt với hội đồng giám khảo và khán giả. 12 đoàn nghệ thuật còn lại tiếp tục tranh tài trong các ngày 25-26 tháng 9. Lễ bế mạc và tổng kết liên hoan sẽ được tổ chức vào lúc 20 giờ ngày 28 tháng 9 năm 2019. Thưa quý khán giả và các đồng chí, 30 năm trước đây, vào ngày 26 tháng 9 năm 1989, những đơn vị quân tình nguyện Việt Nam cuối cùng đã rời Campuchia hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cao cả. Đáp lời kêu gọi khẩn thiết của nhân dân đất nước Chùa Tháp, quân và dân Việt Nam trong 10 năm đã hy sinh biết bao xương máu giúp bạn lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot, xây dựng và bảo vệ chính quyền mới. Đây là một sự nghiệp gian khó, sáng ngời chính nghĩa trong lịch sử thế giới hiện đại mà không ai có thể bôi đen. Những chứng tích còn lưu lại cho thấy xã hội Campuchia từ một ốc đảo hòa bình trong thập kỷ 60 đã bị bè lũ Pol Pot biến thành một trại tập trung khổ sai khổng lồ, đầy rẫy những hố chôn người. Theo thống kê, trong 3 năm 8 tháng 20 ngày cầm quyền, bọn diệt chủng Pol Pot đã giết hại khoảng 3 triệu người, tức là gần một nửa dân số Campuchia lúc bấy giờ. Không những vậy, lực lượng Pol Pot còn liên tiếp xâm phạm lãnh thổ, tàn sát nhân dân Việt Nam. Sự tồn tại của chế độ quái thai này đe dọa nghiêm trọng đến sự tồn vong của dân tộc Campuchia cũng như hòa bình, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Đáp lời kêu gọi yêu cầu của mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia, đại diện cho nhân dân Campuchia, chúng tôi đề nghị xin Đảng, Chính phủ Việt Nam cử quân đội sang giúp giải phóng đất nước dân tộc Campuchia. Không sang giúp, không những dân tộc ấy bị diệt vong mà nó còn tấn công ta, và cái cuộc chiến tranh Tây Nam còn phức tạp. Mà ta không giúp thì cũng không thể được. Nếu làm ngơ cũng là vô trách nhiệm. Cho nên là ta phải giúp và kiên quyết giúp, mà giúp bạn cũng chính để mà bảo vệ cái dân tộc của mình. Đáp lại kêu gọi của nhân dân Campuchia, quân tình nguyện Việt Nam đã sát cánh cùng lực lượng cách mạng Campuchia lật đổ chế độ diệt chủng vào ngày 7 tháng 1 năm 1979. Chính quyền cách mạng Campuchia được thành lập. Dù lực lượng Pol Pot đã tan rã, nhưng do được hà hơi, tiếp sức bởi các thế lực phản động quốc tế, chúng tiếp tục tiến hành chiến tranh phá hoại, bóng ma diệt chủng đe dọa trở lại. Thể theo nguyện vọng của bạn, quân tình nguyện Việt Nam đã ở lại, vừa truy quét tàn quân Pol Pot, vừa giúp nhân dân Campuchia xây dựng đất nước. Dù trong nước còn muôn vàn khó khăn, những người lính tình nguyện Việt Nam vẫn sẵn sàng sẻ chia, giúp đỡ bạn từ những việc làm nhỏ nhất. Anh em đi phép về là mang theo con gà, con lợn, về hạt rau, rau giống đến để giúp đỡ cho họ. Họ rất phấn khởi. Đất nước Campuchia dần hồi sinh, lực lượng nước bạn Campuchia từng bước trưởng thành, đủ khả năng bảo vệ thành quả cách mạng. Trong bối cảnh đó, quân tình nguyện Việt Nam dần rút quân và đến tháng 9 năm 1989 hoàn thành việc rút quân về nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng từng phát biểu rằng trong quá trình phá thế bị bao vây, cấm vận, chúng ta đã chọn đúng khâu đột phá với bước đi thích hợp nên đã thành công. Đó là đã rút quân tình nguyện khỏi Campuchia và chủ động tham gia giải pháp chính trị cho vấn đề Campuchia. Cái nhận xét đó là một cái nhận xét rất chính xác về cái ứng xử của ta ở trong một cái tình huống hết sức khó khăn. Đến năm 89 mà chúng ta rút toàn bộ thì nó nói lên cái gì? Nói lên một là ta đã hoàn thành nhiệm vụ giúp bạn để giữ vững được, để đánh đổ được chế độ Khmer Đỏ và giữ vững được cái chủ quyền, giữ vững được cái sự ổn định xã hội. Ta đã hoàn thành được cái đó. Ta đã khôi phục được cái đất nước này
để cho người Campuchia hồi sinh và xây dựng được đất nước, có giữ vững được cái mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia. Thì khi chúng ta rút quân, chúng ta đạt được cả ba cái mục tiêu đó. Cuối năm 2018, Tòa án đặc biệt của Liên Hợp Quốc xét xử tội ác Khmer Đỏ đã tuyên án tội diệt chủng và chống lại loài người đối với hai cựu thủ lĩnh của Khmer Đỏ là Khieu Samphan và Nguyen Chia. Phán quyết này đã một lần nữa khẳng định rõ ràng với thế giới sự cao cả, tính chính nghĩa sáng ngời của Việt Nam. Còn đối với người dân Campuchia, đã từ lâu, trái tim họ đã có tiếng nói của mình. Đó là sự biết ơn tới những người mà họ gọi là đội quân nhà Phật. Để có thể hiểu rõ hơn những vấn đề xung quanh việc Việt Nam hoàn thành việc rút quân tình nguyện khỏi Campuchia vào tháng 9 năm 1989, phóng viên thời sự đã có cuộc trao đổi với Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, người đã từng có thời gian chiến đấu tại chiến trường Campuchia. Thưa Thượng tướng, được biết là Thượng tướng đã từng chiến đấu tại chiến trường Campuchia và vào thời điểm Việt Nam hoàn thành việc rút quân khỏi Campuchia, tức là ngày 26 tháng 9 năm 1989, thì cảm xúc và suy nghĩ của Thượng tướng khi đó là như thế nào ạ? Trước hết phải nói cái bối cảnh tình hình lúc bây giờ, chúng ta về nước là được chuẩn bị một cách kỹ lưỡng và có kế hoạch từ trước. Nó thể hiện là trước đó hơn một năm thì Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã tuyên bố với thế giới và với bạn Campuchia là Việt Nam sẽ rút quân vào cuối năm 1989. Nói trước đó một năm. Và như vậy là chúng ta đã có một cái sự chuẩn bị, một cái kế hoạch rõ ràng và đã công bố với quốc tế về kế hoạch này. Dù rút quân ở những cái sự kiện lễ đó tiện rất là trang trọng, hoành tráng, hay âm thầm lặng lẽ đi qua những cái con đường nhỏ để mà rút về nước, tất cả cái cán bộ chiến sĩ Việt Nam bây giờ rút quân đều trong một cái tâm thế của người chiến thắng, mang theo một cái tình cảm rất là sâu sắc đối với người dân bạn. Trước khi rút quân thì toàn bộ quân tình nguyện Việt Nam ở Campuchia nhận được một cái chỉ thị của đồng chí Lê Đức Anh lúc bây giờ là trước khi rút quân thì phải đảm bảo đời sống cho bạn ở tất cả các địa bàn, đảm bảo sửa nhà cho bạn, đào kinh cho bạn, đảm bảo không để dịch bệnh quay trở lại, thậm chí là tất cả những cái gì có thể trừ trang bị vũ khí của người lính đều để lại cho bạn, từ lương khô, gạo, các vật tư hậu cần. Có một câu nói hình tượng là cái ba lô của người lính tình nguyện khi rút về Nghệ Tinh. Thượng tướng có thể cho biết là tại sao Việt Nam lại hoàn thành việc rút toàn bộ quân tình nguyện Việt Nam khỏi Campuchia vào năm 1989, chứ không phải là một thời điểm sớm hơn hay là muộn hơn? Đến bây giờ thì vẫn có những câu hỏi. Chúng ta đã giành được thắng lợi, đúng không? Nhưng mà vì sao chúng ta ở lại? Chúng ta ở lại như thế thì có lâu quá không? 10 năm thì có lâu hay không? Thì tôi nghĩ rằng là một phải nhìn lại cái tình hình Campuchia sau khi chúng ta giải phóng Campuchia vào năm 79. Chúng ta mới giải quyết vấn đề là đập tan cái chính quyền quân đội Khmer Đỏ và chế độ diệt chủng. Rồi lúc bây giờ là lực lượng diệt chủng của Khmer Đỏ vẫn tồn tại ở các khu vực rừng núi biên giới. Nếu mà đưa Khmer Quả Đỏ quay trở lại thì rõ ràng là bao nhiêu xương máu chúng ta và bạn là đều đổ xuống sông xuống biển vì chiến tranh mà lại quay trở lại, và nhân dân Campuchia lại tiếp tục rơi vào một cái vòng xoáy, một cái cuộc diệt chủng lần thứ hai mà chắc chắn là thảm khốc hơn rất nhiều. Hay là cái thứ hai lúc bây giờ là cái cuộc sống của Campuchia có thể nói là bước ra từ cánh đồng chết. Thế thì chúng ta làm sao mà để mà giúp hàng triệu người dân bạn còn sót lại của chế độ diệt chủng, người ta sống được, người ta tự người ta đảm bảo được cuộc sống của người ta giữ an ninh trật tự. Ai giúp bạn cái chuyện này? Chúng ta phải ở lại giúp bạn xây dựng cả một hệ thống chính quyền, một cái đảng cách mạng, một cái lực lượng vũ trang và một cái cuộc sống tốt đẹp như vậy dù còn rất nhiều khó khăn. Nếu chúng ta nhìn lại năm 89 thì có những người đặt ra câu hỏi là vậy thì nếu chúng ta rút muộn hơn vài năm nữa thì sao? Thì đồng chí biết là chỉ 2 năm sau thì Liên Xô sụp đổ. Tình hình của thế giới nó biến động không lường được. Nếu chúng ta chỉ rút sau 2 năm thôi, trong bối cảnh như vậy thì liệu chúng ta có rút êm đẹp? Liệu bạn có đứng vững? Liệu bạn và
ta có đạt được một cái hiệp định Paris để mà đảm bảo là bạn đứng vững, đảm bảo không cho Khmer Đỏ quay trở lại. Tôi muốn nói như thế để thấy rằng chúng ta cũng không muộn một chút nào, nhưng mà cũng không sớm một chút nào. Và cái đó được dự báo trước, thì nhìn lại 30 năm để thấy cái sự sáng suốt, cái tài tình của lãnh đạo đảng, nhà nước ta, quân đội ta lúc bây giờ. Cái việc rút quân đấy không chỉ là vấn đề quân sự. Sau khi Việt Nam rút quân, đó chính là cái cánh cửa đầu tiên để chúng ta bình thường hóa quan hệ với các nước lớn là Mỹ và Trung Quốc. Chúng ta gia nhập ASEAN, chúng ta bước vào cái kỷ nguyên mới, là cái kỷ nguyên hội nhập quốc tế và phát triển. Vâng, xin cảm ơn Thượng tướng đã dành thời gian trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Tiếp theo trong bản tin, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị kịp thời cứu 11 ngư dân gặp nạn trên biển. Đẩy nhanh tiến độ khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh. Nhằm góp phần bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ công tác cho đội ngũ cán bộ công đoàn, hôm nay Cơ quan Tổng cục Chính trị đã tổ chức hội thi cán bộ công đoàn giỏi năm 2019. Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, 11 thí sinh là Phó Chủ tịch Công đoàn, Chủ tịch Công đoàn cơ sở đã nỗ lực và cố gắng thể hiện tốt các phần thi, xứng đáng với vị trí, vai trò, người đứng đầu của tổ chức công đoàn. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đồng chí Phạm Cao Duy, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty In Quân đội 1 và 3 giải nhì, 4 giải ba và 3 giải khuyến khích cho đại diện công đoàn cơ sở các đơn vị. Theo đánh giá của ban giám khảo, các thí sinh tham gia đều nắm chắc các kiến thức về tổ chức, hoạt động công đoàn và các văn bản quy định liên quan, lịch sử truyền thống công đoàn Việt Nam, công đoàn quốc phòng, nhiệm vụ, phương pháp hoạt động của cán bộ công đoàn. Các tiết mục dự thi năng khiếu đảm bảo thời gian, quy định, có chủ đề rõ ràng, ý nghĩa sâu sắc, phù hợp, nêu bật được sở trường và vai trò trung tâm của thí sinh trong tiết mục. Tại phần thi xử lý tình huống, cách thức trả lời của thí sinh rõ ràng, đi thẳng vào giải quyết vấn đề, đồng thời định hướng tuyên truyền sâu rộng về các tổ chức của công đoàn, giúp cho cán bộ, đoàn viên, người lao động tin tưởng, phấn khởi, an tâm gắn bó xây dựng cơ quan, đơn vị. Thành công của hội thi sẽ tiếp tục góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn và phong trào công nhân cơ quan Tổng cục Chính trị trong thời gian tới. 25 ứng viên sẽ được Hội đồng Giáo sư ngành Khoa học Quân sự xét đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư ngành Khoa học Quân sự năm 2019 trong phiên họp khai mạc sáng nay tại Học viện Chính trị. Giáo sư, phó giáo sư là chức danh khoa học cao nhất được trao tặng những nhà giáo có trình độ chuyên môn cao, giữ vai trò quan trọng trong nghiên cứu khoa học và đào tạo cán bộ cho quân đội và đất nước. Tuy nhiên hiện nay số lượng giảng viên cán bộ có chức danh giáo sư, phó giáo sư trong nhà trường quân đội còn ít, với gần 400 đồng chí trong toàn quân, không đồng đều giữa các ngành, đặc biệt thiếu ở ngành khoa học quân sự. Một số ít trường sĩ quan chưa có nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục có chức danh phó giáo sư, đòi hỏi cần có sự quan tâm định hướng lâu dài của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. 2019 cũng là năm đầu tiên triển khai quyết định số 37 ngày 31 tháng 8 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư. Cũng là lần xét đầu tiên của Hội đồng Giáo sư ngành Khoa học Quân sự nhiệm kỳ 2019-2023. Theo đó, các tiêu chuẩn bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm nay không chỉ gồm tiêu chuẩn về đạo đức nhà giáo, thời gian làm nhiệm vụ đào tạo đại học sau đại học, kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học, mà còn đánh giá khả năng sử dụng thành thạo ít nhất một ngoại ngữ phục vụ cho công tác chuyên môn và giao tiếp. Hội đồng dự kiến làm việc trong 4 ngày, từ ngày 25 đến hết ngày 28 tháng 9 để lựa chọn các ứng viên ngành khoa học quân sự đủ tiêu chuẩn, gửi Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước tiếp tục xét và công nhận. Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị vừa kịp thời cứu 11 thuyền viên đều trú tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, gặp nạn khi đang trên đường thu mua cá trên biển. Trước đó, vào khoảng 21 giờ ngày 24 tháng 9, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị nhận được tin báo tàu cá TTH-91666TS do ông Nguyễn Văn Diện ở huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế làm thuyền trưởng cùng 10 thuyền viên khác đang gặp nạn trên biển. Thời điểm này, vị trí tàu cá được xác định nằm gần bờ đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị. Nhận được tin báo, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đã nhanh chóng điều động tàu BP301201 vượt sóng to gió lớn ra khơi ứng cứu. Đến 23 giờ 20 phút đêm qua, lực lượng cứu nạn đã tiếp cận và cứu thành công cả 11 thuyền viên đưa vào đảo Cồn Cỏ an toàn. Riêng tàu bị nạn bị thủng và chìm một phần, chỉ còn cabin nổi trên mặt nước. Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã kiểm tra sức khỏe và bàn giao các thuyền viên cho gia đình.
Chiều nay tại Trung tâm Hành động Bom Mìn Quốc gia Việt Nam VNMAC, Ban Quản lý Dự án Việt Nam Hàn Quốc Hợp tác Khắc phục Hậu quả Bom Mìn Sau Chiến tranh đã tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện dự án Việt Nam Hàn Quốc Hợp tác Khắc phục Hậu quả Bom Mìn Sau Chiến tranh tại hai tỉnh Quảng Bình và Bình Định của Việt Nam. Tổng ngân sách dự án là hơn 29 triệu đô la Mỹ, trong đó có 20 triệu đô la tài trợ từ chính phủ Hàn Quốc và hơn 9 triệu đô la từ nguồn vốn đối ứng của chính phủ Việt Nam. Theo báo cáo của Ban Quản lý Dự án, đến ngày 25 tháng 8 năm 2019, đã khảo sát được gần 13.000 ha tại hai tỉnh Quảng Bình, Bình Định và đã có hơn 1.500 ha được giả phá, hàng chục nghìn bom mìn vật nổ các loại được thu gom và xử lý an toàn. Trung tâm Hành động Bom Mìn Quốc gia Việt Nam và các địa phương đã tuyên truyền giáo dục nguy cơ bom mìn cho hơn 4.500 người dân địa phương. Dự kiến sau khi dự án kết thúc tại hai tỉnh Quảng Bình và Bình Định sẽ có khoảng 20.000 ha đất được làm sạch bom mìn, khoảng 15.000 người dân được tiếp cận các phương thức giáo dục phòng tránh nguy cơ bom mìn, hàng trăm nạn nhân bị ảnh hưởng bởi bom mìn vật nổ được hỗ trợ sinh kế, tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống. Các nội dung đáng chú ý tiếp theo có trong bản tin: Hội thảo khoa học đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện mới. Xem xét thi Trung học phổ thông quốc gia nhiều đợt trên máy tính sau năm 2020. Nhằm đóng góp cho việc chuẩn bị các nội dung của văn kiện Đại hội 13 của Đảng, nhất là nội dung về công tác xây dựng Đảng, sáng nay Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện mới, những vấn đề lý luận